lên sân khấu. Xin mời tất cả các câu lạc bộ hôm nay chúng ta đã về giao lưu. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để hát qua bài Như Của Bác trong ngày hôm nay. Và cũng là để lưu lại những bức ảnh đẹp, những video đẹp trong buổi tối đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Xin chào kính mời các vị đại biểu khách quý, mời quý vị lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí diễn viên của chúng ta hôm nay đã về sân giao lưu. Chúng ta sẽ lên sân khấu hát qua ca khúc Như Có Bác trong ngày vui đêm tháng. Xin chào kính mời quý vị ạ. Xin được khép lại tại đây.